tại vòng kết tinh tiếp tục là những màn tranh đấu bùng nổ đầy thăng hoa. Dẫu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Tiếng một đời sơ sáng, ngỡ ngàng, chuyện tình trái ngang. Xin em đừng qua vùng cỏ hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Thí sinh nào sẽ được bộ ba giám khảo lựa chọn bước tiếp vào vòng dấu ấn của solo cùng bolero? Hãy đón xem tập 8 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Solo cùng bolero đậm đà bản sắc quê nhà.